cùng Man City giành cú ăn ba, Pep Guardiola đi vào lịch sử. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã đi vào lịch sử bóng đá khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên hai lần giành cú ăn ba. Đặc biệt, ông làm điều này với hai đội bóng khác nhau ở trận chung kết Champions League 2022-23. Man City đã đánh bại Inter Milan với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền vệ Rodri ở phút 68. Đây là chức vô địch Champions League đầu tiên của nửa xanh thành Manchester và cũng là lần thứ 3 được nâng cúp của cá nhân huấn luyện viên Pep Guardiola. Trước đó, Man City đã giành cú đúp vô địch Premier League và FA Cup. Chính vì thế, họ trở thành đội bóng thứ hai hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Đội bóng Anh đầu tiên làm được điều này chính là đội bóng cùng thành phố với Man City, đó là Man United. Quỷ đỏ giành cú ăn ba lịch sử vào năm 1999. Với cá nhân huấn luyện viên Guardiola, ông trở thành huấn luyện viên đầu tiên giành cú ăn ba tới hai lần. Đáng chú ý là ông làm được điều này với hai đội bóng khác nhau. Lần đầu tiên Pep có được cú ăn ba là ở mùa giải 2008-09. Khi đó, ông cùng Barca vô địch La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha và Champions League. Và mới nhất chính là cú ăn ba lịch sử với Man City. Nửa xanh thành Manchester đã vô địch Premier League, FA Cup và Champions League ở mùa 2022-23. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.